Trong phần video tiếp theo này mình lại quay mèo Min. Một trận video quay mèo Min bé đang chơi ở trên sân. Đây là cái nắp chuồng. Nó nhảy hẳn lên trên nắp chuồng để chơi. Rất là thích đi khám phá linh tinh. Các bạn xem video trên kênh của mình thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ channel Kết Thân Mèo VN nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé. Các bạn xem video của mình thấy hay thì hãy nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ channel Kết Thân Mèo VN nhé, để mình có thêm nhiều động lực làm video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều.